Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức Canada sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiệt độ các vùng của GTA Ontario giảm 12 độ trong 1 giờ khi đợt không khí lạnh tiến vào. Khu vực Greater Toronto đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện thời tiết vào chiều ngày thứ Tư khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn vào khiến nhiệt độ giảm mạnh 12 độ chỉ trong vòng 1 giờ. Nhà khí tượng học trưởng Natasha Ramsahai báo cáo rằng nhiệt độ giảm từ 16 độ C xuống 4 độ C trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa và 1 giờ chiều, đánh dấu sự dao động nhiệt độ đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Nhiệt độ giảm đột ngột đã phá vỡ các kỷ lục trước đó với mức cao không chính thức là 16,5 độ C được ghi nhận tại sân bay quốc tế Pearson, vượt qua kỷ lục hàng ngày đã được thiết lập trước đó vào năm 2018. Một thông báo thời tiết đặc biệt do Bộ Môi trường Canada ban hành đã cảnh báo về nhiệt độ giảm mạnh và gió Tây Bắc mạnh với tốc độ lên tới 70 hoặc 80 cây số trên giờ, có khả năng dẫn đến bề mặt đóng băng và điều kiện lái xe nguy hiểm. Khi nhiệt độ tiếp tục giảm đạt âm 1 độ C vào lúc 5 giờ chiều, và giảm sâu hơn nữa vào xuống còn âm 5 độ C vào lúc nửa đêm. Với gió lạnh thì thời tiết sẽ càng lạnh hơn. Người dân được khuyên là nên chuẩn bị cho điều kiện băng giá và gió trong các chuyến đi vào buổi tối. Ngoài ảnh hưởng của thời tiết, hàng nghìn khách hàng của Toronto Hydro ở Etobicoke cũng bị mất điện do gió giật mạnh đi kèm với đợt không khí lạnh. Toronto Hydro đảm bảo với khách hàng rằng họ đang ứng phó với tình trạng mất điện rải rác trên toàn thành phố với các nỗ lực khôi phục đang được tiến hành khi gió mạnh dự kiến sẽ giảm dần vào buổi tối. Nhập cư thúc đẩy nợ tiêu dùng tăng vọt lên 2,4 nghìn tỷ đô la. Một báo cáo gần đây của TransUnion tiết lộ rằng nợ tiêu dùng của Canada đã tăng vọt lên mức kỷ lục 2,4 nghìn tỷ đô trong quý 4, một phần do làn sóng nhập cư gia tăng. Khoảng 92% người sử dụng tín dụng hiện có số dư, trong đó 96% người Canada đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm vay. Những người mới đến Canada chỉ một phần đáng kể trong mức tăng trưởng này, với số lượng cư dân mới mở tài khoản tín dụng tăng 46% vào năm 2023, tích lũy khoản nợ 3,5 tỷ đô la. TransUnion dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng khi người nhập cư ổn định cuộc sống mới. Tuy nhiên, các khoản nợ tiêu dùng đang gia tăng trong bối cảnh điều kiện kinh tế đầy thách thức, bao gồm lãi suất cao và lạm phát. Các khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng đã tăng lên trên nhiều sản phẩm tín dụng khác nhau, dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn tăng trong quý thứ ba liên tiếp. TransUnion cảnh báo về những thách thức tiếp theo ở phía trước với những kỳ vọng về lãi suất cao kéo dài và lạm phát tiếp diễn. Tình trạng này có thể buộc nhiều người Canada, đặc biệt là những người mới đến, phải đưa ra những quyết định khó khăn về quản lý nợ trong khi cân đối chi tiêu hàng ngày. Do đó, tỷ lệ nợ quá hạn được dự đoán sẽ tăng hơn nữa, phản ánh bối cảnh người dân vay mượn nhiều ở Canada. Số lượng người vô gia cư ở Vancouver sẽ tăng 50% vào năm 2030. Một nghiên cứu gần đây do những người ủng hộ dự án nhà ở Carnegie thực hiện đã cảnh báo rằng số người vô gia cư ở Vancouver có thể tăng vọt lên 4.700 người vào năm 2030. Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố tại công viên Oppenheimer, kèm theo lời kể trực tiếp từ những người như là Kevin Conrad, người đã phải chịu đựng tình trạng nhà ở không ổn định trong suốt một thập kỷ. Hiện tại, ước tính có khoảng 2.400 đến 3.000 người ở Vancouver không có nhà ở, khiến những người ủng hộ chính phủ phải kêu gọi khẩn cấp. Họ kêu gọi tất cả các cấp chính quyền thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự gia tăng dự kiến này, bao gồm cả việc kiểm soát chỗ trống trong các tòa nhà chỉ có một phòng để ngăn chặn việc tăng giá thuê giữa những người thuê nhà. Devin O'Leary, đại diện cho dự án nhà ở ở Carnegie, nhấn mạnh nguy cơ cải tạo dẫn đến tình trạng vô gia cư thêm nếu không được giải quyết. Chính phủ xem phòng trọ đơn, Single Room Occupancy, viết tắt là SRO, là một giải pháp ngắn hạn và không khuyến khích vì kiểm soát chỗ trống vì lo ngại nguồn cung cho thuê giá cả phải chăng sẽ giảm. Ngoài ra, những người ủng hộ cho việc duy trì các dự án nhà ở mô đun tạm thời TMH hiện có rất quan trọng để cung cấp nơi ở ngay lập tức. Tuy nhiên, quyết định của thành phố Vancouver là không di dời các căn hộ này khi đất thuê được tái phát triển đã gây ra nhiều lo ngại. Trong khi Bộ trưởng nhà ở Ravi Kalon khám phá các lựa chọn để kéo dài tuổi thọ của các đơn vị nhà ở mô đun tạm thời, những người đã phải chịu đựng tình trạng nhà ở không ổn định trong một thời gian dài, nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì những nơi ở này để ngăn chặn tình trạng vô gia cư gia tăng. Với hàng trăm người đang dựa vào các giải pháp tạm thời này, nhu cầu hành động phối hợp của chính phủ vẫn rất quan trọng trong việc bảo vệ những người dân dễ bị tổn thương khỏi cuộc sống trên đường phố phiên họp mùa xuân của cơ quan lập pháp Alberta bắt đầu khi chính phủ chuẩn bị cho công bố ngân sách. Phiên họp mùa xuân của cơ quan lập pháp Alberta sẽ bắt đầu từ hôm nay với trọng tâm chính là chăm sóc sức khỏe. Chính phủ của Thủ hiến Daniel Smith đang có kế hoạch giải tán cơ quan dịch vụ y tế Alberta HHA và cho biết sắp có luật để bắt đầu quá trình này. Thứ năm tỉnh sẽ công bố ngân sách năm 2024. Smith cho biết trong một bài phát biểu toàn tỉnh được truyền hình gần đây, rằng ngân sách sẽ được cân bằng nhưng cần phải thắt lưng buộc bụng tài chính. Giá dầu đã giảm có nghĩa là ngân sách cấp tỉnh sẽ không theo kịp tốc độ tăng trưởng dân số trong ngân sách. Một trường hợp mắc bệnh sởi khác được xác nhận ở một trẻ em ở Ontario vừa trở về từ châu Âu. Một đứa trẻ ở Brentford đã được chuẩn đoán là mắc bệnh sởi sau khi trở về từ châu Âu, khiến các quan chức y tế phải đưa ra cảnh báo và xác định các địa điểm có khả năng phơi nhiễm. Bệnh nhân Nhi được xác định là 10 tuổi, phải nhập viện và các nỗ lực đang được tiến hành để truy vết và thông báo cho những người có thể đã tiếp xúc với virus. Các địa điểm được xác định bao gồm chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa, số hiệu 6584 từ London Heathrow của Vương quốc Anh đến sân bay quốc tế Pearson vào ngày 23 tháng 2 trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều theo giờ địa phương của London và 5 giờ 55 chiều theo giờ địa phương với Toronto. Sân bay quốc tế Pearson, nhà ga số 1 vào ngày 23 tháng 2 trong khoảng thời gian từ 5 giờ 55 chiều và 10 giờ tối theo giờ địa phương. Bệnh viện đa khoa Brentford, phòng chờ khoa cấp cứu vào ngày 23 tháng 2 trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối và 2 giờ sáng. Bệnh viện nhi đồng McMaster, khoa cấp cứu vào ngày 24 tháng 2 trong khoảng thời gian từ 6 giờ 51 sáng đến 2 giờ 9 phút chiều. Cơ quan y tế khuyên mọi người nên kiểm tra hồ sơ tiêm chủng và theo dõi các triệu chứng, nhấn mạnh tính chất truyền nhiễm của bệnh sởi có thể lây lan qua đường truyền qua không khí. Trong khi đó, mối lo ngại về dịch bệnh sởi vẫn tồn tại trên khắp Canada với các trường hợp gần đây được báo cáo bao gồm cả trẻ em đi du lịch nước ngoài. Các quan chức y tế kêu gọi cảnh giác đặc biệt là các chuyến đi sắp tới trong kỳ nghỉ vào tháng 3 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Lệnh cấm sử dụng người nổi tiếng trong quảng cáo cờ bạc của Ontario bắt đầu từ hôm nay. Ontario đã ban hành lệnh cấm sử dụng vận động viên và người nổi tiếng trong các quảng cáo cờ bạc trực tuyến có hiệu lực từ ngày 28 tháng 2. Động thái này được Ủy ban rượu và trò chơi Ontario AGCO công bố vào mùa hè năm ngoái nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi những quảng cáo có nội dung độc hại theo quy định các vận động viên đang hoạt động hoặc đã nghỉ hưu không được xuất hiện trong các quảng cáo cờ bạc trên internet ngoại trừ khi ủng hộ các hoạt động cờ bạc có trách nhiệm những hạn chế tương tự cũng áp dụng cho những người nổi tiếng những người có ảnh hưởng và những biểu tượng có khả năng thu hút trẻ vị thanh niên cam kết của ủy ban rượu và trò chơi ontario agco trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên còn mở rộng đến việc cấm quảng cáo cờ bạc gần các địa điểm như trường học hiệp hội sức khỏe tâm thần canada cmha hoan nghênh lệnh cấm nhấn mạnh những rủi ro mà cờ bạc trực tuyến gây ra cho giới trẻ mặc dù ủng hộ các biện pháp này Hiệp hội sức khỏe tâm thần Canada kêu gọi hạn chế hơn nữa, bao gồm cấm vận động viên ủng hộ các hoạt động cờ bạc có trách nhiệm và cấm các nhà điều hành cờ bạc tài trợ cho các phân đoạn chương trình phát sóng. Hành động pháp lý này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Ontario đã gia tăng đáng kể với số tiền cá cược trị giá khoảng 17,2 tỷ đô la được thực hiện chỉ trong quý cuối của năm 2023. Dự báo thị trường bất động sản mùa xuân của Ontario trong bối cảnh kinh tế bất ổn Khi thị trường bất động sản của Ontario được dự đoán sẽ sôi động lại vào mùa xuân, các hoạt động mua bán sẽ gia tăng trên khắp Ontario khi thời gian ban ngày dài hơn. Hoạt động sôi nổi có thể bắt đầu từ tháng 2, với động lực đáng kể dự kiến sau kỳ nghỉ của tháng 3. Người bán nên tận dụng thị trường mùa xuân, được coi là mùa bán hàng chính, sau đó là mùa thu ngược lại người mua có thể tìm được những giao dịch có lợi trong những tháng yên tĩnh hơn như là tháng 8 và tháng 11 đến tháng 12 mặc dù lượng hàng tồn kho giảm những tháng gần đây đã cho thấy những xu hướng thị trường khác nhau với mức độ hoạt động khác nhau trên khắp Ontario trong khi một số khu vực như Toronto báo cáo sự quan tâm trở lại của người mua thì những khu vực khác chẳng hạn như là gốc và London nhận thấy thị trường đang tương đối trầm lắng các yếu tố như biến động lãi suất và khả năng chi trả nhà ở tiếp tục định hình động lực thị trường. Những người bán tiềm năng được khuyến khích giảm bất kỳ vọng, đặc biệt là những khu vực có giá cả đang chững lại. Các nhà phân tích nhấn mạnh cú sốc gia hạn thế chấp sắp xảy ra, đặc biệt đối với những người mua nhà trong thời kỳ giá nhà ở đỉnh cao. Triển vọng về việc gia tăng đáng kể các khoản thanh toán thế chấp có thể thúc đẩy số lượng nhà đăng bán tăng vọt mặc dù có xu hướng rõ ràng vẫn chưa xuất hiện trong khi một số người mua vẫn đứng ngoài chờ đợi sự ổn định của thị trường thì những người khác đã tìm kiếm các biện pháp khác để giảm thiểu căng thẳng tài chính tiềm ẩn trong bối cảnh điều kiện kinh tế đang phát triển quỹ đạo của thị trường bất động sản mùa xuân ở ontario vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác nhau như là nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và ra quyết định chiến lược giữa người mua và người bán Bộ trưởng Di trú bác bỏ khiếu nại về việc tham vấn với Ontario về giới hạn sinh viên quốc tế. Bộ trưởng nhập cư Canada Mark Miller đã bác bỏ những khẳng định của chính phủ Ontario của Ford đưa ra cáo buộc rằng chính phủ liên bang đã không tham vấn với tỉnh bang về việc áp đặt giới hạn đối với sinh viên quốc tế làm gián đoạn lĩnh vực giáo dục sau trung học. Bộ trưởng Miller coi những tuyên bố về việc thiếu tham vấn là hoàn toàn rác rưởi khẳng định rằng văn phòng của ông đã liên lạc với Ontario thông qua các thông báo công khai và các cuộc trò chuyện riêng tư ông nhấn mạnh rằng Ontario lẽ ra phải nhận thức được sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phụ thuộc quá mức vào doanh thu từ sinh viên quốc tế đặc biệt là sau nhiều năm đóng băng học phí và các báo cáo chung của kiểm toán viên Xung đột giữa chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang Leo thang sau thông báo của chính phủ liên bang vào tháng 1 nhằm hạn chế số lượng sinh viên quốc tế mới vào nước này, dẫn đến việc giảm khoảng 50% ở Ontario. Quyết định này đã bị chỉ trích bởi các trường cao đẳng đại học ở Ontario, những người cho rằng họ đã phụ thuộc vào rất nhiều vào học phí của sinh viên quốc tế để duy trì hoạt động. Hàng ngàn người dân nông thôn ở Ontario có thể có nguy cơ bị mất bác sĩ. Quyết định tài trợ của tỉnh Ontario đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 10.000 bệnh nhân ở khu vực nông thôn, có khả năng dẫn đến việc mất bác sĩ. Tiến sĩ Taylor Ferrier, giám đốc y tế của Trung tâm Y tế West River ở Perth, Ontario, bày tỏ sự thất vọng trước quyết định này, nói rằng có thể khiến một nửa số bệnh nhân của họ không có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Phòng khám đã nộp đơn đăng ký yêu cầu 2,9 triệu đô để mở rộng dịch vụ nhằm đáp ứng thêm 8.500 bệnh nhân đang thiếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các dịch vụ được đề xuất bao gồm chăm sóc theo nhóm sức khỏe phụ nữ, chăm sóc trí nhớ cho bệnh nhân sa súc trí tuệ phòng khám ngoài giờ và dịch vụ sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, đơn đăng ký của họ đã bị từ chối, trái ngược với sự chấp thuận của một phòng khám khác ở Perth nhận được 3,1 triệu đô cho các dịch vụ tương tự. Sự chênh lệch về kinh phí đã làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Perth, với lo ngại rằng điều đó có thể dẫn đến sự ra đi của các bác sĩ hiện tại và khó thu hút những người mới. Tiến sĩ Freer nhấn mạnh tiềm ẩn tác động lâu dài, cảnh báo trung tâm y tế West River có thể phải đóng cửa trong vòng 2 đến 3 năm nếu tình hình kinh phí không thay đổi. Chính quyền địa phương, bao gồm cả thị trưởng Judy Brown, đã kêu gọi Bộ trưởng Y tế Ontario Sylvia Jones xem xét lại quyết định này, nhấn mạnh những tác động đối với cả tình trạng già hóa và dân số ngày càng tăng trong khu vực. Trong khi Văn phòng Bộ trưởng Y tế tỉnh trích dẫn số lượng lớn đơn xin tài trợ, lý do cụ thể cho việc từ chối đơn của west river lại không được đưa ra nhiều bệnh nhân bày tỏ lo ngại về hậu quả của quyết định tài trợ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ lại các phòng khám và các bác sĩ để đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ở cộng đồng nông thôn bất chấp những thất bại các bên liên quan vẫn hy vọng một giải pháp được đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng cho tất cả người dân trong khu vực Điều gì được trông đợi trong đợt công bố lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Canada? Ngân hàng Canada BOC dự kiến sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày thứ Tư, 6 tháng 3, đánh dấu lần cập nhật thứ hai trong năm. Sau khi duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5% vào tháng 1, các chuyên gia trong ngành dự đoán sẽ có một đợt giữ lãi suất khác do xu hướng lạm phát gần đây. Sau 7 lần tăng lãi suất vào năm 2022, và những lần tăng tiếp theo vào đầu năm 2023. Lãi suất cơ bản đã đạt 5%. Tuy nhiên, các nhà phân tích từ Oxford Economics dự đoán lãi suất sẽ không thay đổi cho đến giữa năm 2024 khi chu kỳ giảm lãi suất tiềm năng có thể bắt đầu. Chỉ số giá tiêu dùng mới nhất của thống kê Canada cho thấy mức tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1 nhấn mạnh mối lo ngại về lạm phát. James Lair của RateHub.ca dự đoán rằng thông báo sắp tới có sự thay đổi, tập trung vào bình luận của ngân hàng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai. Các chủ sở hữu nhà, đặc biệt là những người có khoản thế chấp có lãi suất thay đổi hoặc hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà HELOC, nên theo dõi chặt chẽ các chỉ dẫn của ngân hàng. Vì bất kỳ gợi ý nào về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, đều có thể tác động đến biến động lãi suất cố định và khả năng ảnh hưởng đến giá trị nhà khi thị trường mùa xuân đến gần. Các công ty Hoa Kỳ, Canada khởi động năm 2024 bằng việc sa thải nhân viên. Các công ty ở Hoa Kỳ và Canada đã bắt đầu năm 2024 với một làn sóng cắt giảm việc làm đáng kể trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cho thấy xu hướng dài dẳng từ năm trước, khi các công ty cố gắng cắt giảm chi phí và thích ứng với động lực thị trường đang thay đổi, chỉ riêng trong tháng 1, số lượng thông báo cắt giảm việc làm ở Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi so với tháng trước, tổng cộng là 82.307, mặc dù giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của công ty cung cấp việc làm Challenger, Ray and Christmas theo layoff.fye, lĩnh vực công nghệ vốn có số lượng sa thải cao nhất vào năm 2023. Đã có 34.000 việc làm bị cắt giảm ở 141 công ty trong năm nay. Các công ty công nghệ lớn như Amazon, Microsoft, IBM, eBay, Unity Software, DocuSign, Snap, Salesforce và các công ty khác đã công bố đợt sa thải đáng kể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau. Những cắt giảm này dao động từ dưới 5% đến 35% lực lượng lao động tương ứng, ảnh hưởng đến hàng ngàn nhân viên. Ngoài ra, các công ty trong lĩnh vực truyền thông như là Pixar Animation Studios của Walt Disney, Sky thuộc sở hữu của Comcast và các cơ quan truyền thông như Business Insider và Los Angeles Times cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm việc làm. Ngành dịch vụ tài chính cũng không tránh khỏi xu hướng này. Với PayPal Holdings, Block Inc., Citigroup, Morgan Stanley, Nasdaq và BlackRock, làm trong số những công ty đang lên kế hoạch sa thải đáng kể, các đại gia tiêu dùng và bán lẻ như Estee Lauder, Wayfair, Macy, Levi Strauss, Hershey và Nike cũng đã tuyên bố cắt giảm lực lượng lao động từ 3% đến cao nhất là 13%. Trong lĩnh vực y tế và sản xuất, Novavax và Lockheed Martin đã công bố cắt giảm lực lượng lao động lần lượt là khoảng 12% và 1%. Ngay cả gã khổng lồ hậu cần United Parcel Service (UPS) cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm 12.000 việc làm trong nỗ lực hợp lý hóa hoạt động và giảm chi phí. Sự gia tăng cắt giảm việc làm ở nhiều ngành nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra mà các công ty đang phải đối mặt trong việc quản lý chi phí và thích ứng với các điều kiện thị trường đang phát triển. Những đợt sa thải này có ý nghĩa quan trọng đối với hàng nghìn nhân viên ở cả Hoa Kỳ và Canada nêu bật sự cần thiết phải có các chương trình hỗ trợ và đào tạo lại lực lượng lao động để giảm thiểu tác động đối với những người lao động và cộng đồng bị ảnh hưởng. Cơ quan thuế Canada cảnh báo lừa đảo liên tục trong mùa thuế Cơ quan thuế vụ Canada cảnh báo người dân Canada phải hết sức cảnh giác khi mùa thuế đang đến gần. Cơ quan này cho biết, những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi hơn trong cách tiếp cận và các lỗi ngữ pháp cũng như là chính tả không còn là dấu hiệu để nhận biết các vụ lừa đảo. Gần đây trung tâm chống lừa đảo Canada đã đưa ra cảnh báo lừa đảo cho biết, họ đang nhận được báo cáo về các tin nhắn văn bản được cho là từ cơ quan thuế vụ Canada, CRA. Các tin nhắn bao gồm tên đầy đủ của nạn nhân và số bảo hiểm xã hội, yêu cầu gửi khoản thanh toán đến một số điện thoại. CRA cho biết, người nộp thuế nên nghi ngờ về bất kỳ thông tin liên lạc nào được cho là của cơ quan thuế vụ Canada. CIA cho biết họ cũng đang thấy âm mưu thuế liên quan đến những kẻ quảng bá thuế những người cố gắng lừa dối nạn nhân bằng cách hứa sẽ giảm số thuế mà họ nợ hoặc hứa là thu nhập miễn thuế các kế hoạch này thường liên quan đến quảng cáo chiêu hàng hoặc quảng cáo thường thấy trên các nền tảng truyền thông xã hội để giúp đỡ người dân Canada CIA đã thiết lập một trang cảnh báo lừa đảo đặc biệt trên trang web của mình nếu bạn nhận được cuộc gọi từ CRA, bạn nên cúp máy và gọi điện đến số điện thoại được liệt kê trên trang web của CRA để xác minh thông tin. Đối với những người đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo hoặc có thể đã tiết lộ thông tin nhạy cảm về thuế, CRA cho biết họ muốn nhận được phản hồi của bạn ngay lập tức để có thể áp dụng các biện pháp bảo mật nâng cao cho tài khoản của bạn. Nạn nhân của lừa đảo cũng nên liên hệ với cảnh sát địa phương và trung tâm chống lừa đảo Canada để báo cáo hành vi gian lận. Báo cáo người tiêu dùng tiết lộ những lựa chọn xe hơi hàng đầu năm 2024. Consumer Reports đã công bố 10 lựa chọn hàng đầu cho những chiếc xe tốt nhất năm 2024, cho thấy xu hướng mạnh mẽ đối với các loại xe hybrid và plug-in hybrid với sự thay đổi đáng chú ý theo hướng điện khí hóa trên thị trường. Danh sách top 10 bao gồm 4 mẫu xe hybrid, 3 mẫu xe plug-in hybrid và 1 mẫu xe điện EV. Toyota Bradford Prime và Highlander Hybrid nổi bật trong số các mẫu xe SUV khi cung cấp các tính năng ấn tượng như là phạm vi lái chỉ dùng điện, độ tin cậy vững chắc và các tính năng an toàn quan trọng. Forester của Subaru và Crosstrek với mẫu thiết kế mới cũng lọt vào danh sách nhờ khả năng xử lý an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Prius của Toyota hiện được thiết kế lại với nhiều mã lực hơn và có sẵn hệ dẫn động 4 bánh, cùng với Prius Prime Plug-in Hybrid, nhấn mạnh đến hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đối với những người cần một chiếc xe tải, Ford Maverick và Maverick Hybrid cung cấp chức năng với chi phí thấp hơn khả năng xử lý và không gian nội thất ấn tượng. Toyota Camry Hybrid cũng được đánh giá cao. Mẫu xe này vượt trội trong các thí nghiệm về độ tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu của CR. Cung cấp quãng đường đáng chú ý là 1.000 cây số cho mỗi bình xăng. Trong phân khúc SUV hạng sang, BMW X5 và X5 Plug-in Hybrid là những lựa chọn hàng đầu với cabin sang trọng và trải nghiệm lái đẳng cấp. Đối với những người lái xe tìm kiếm một chiếc xe thể thao, Mazda 3 nổi bật với động cơ mạnh mẽ và nội thất ấn tượng với mức giá phải chăng. Cuối cùng là Tesla Model Y, chiếm vị trí hàng đầu trong số các loại xe chạy hoàn toàn bằng điện mang lại khả năng tăng tốc nhanh chóng, hệ thống lái nhạy bén và khả năng truy cập vào mạng siêu tăng áp của Tesla. theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Một đồng đô la Canada tương đương với 0,7367 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6801 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 18.123 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 24.634 đồng Việt Nam. Một ounce vàng có trị giá là 2.763 đồng đô la Mỹ tương đương với 2.033,91 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong một video tiếp theo mời quý vị đón theo dõi